Vâng, xin chào các bác. Và tôi lại có một mẫu âm lý Onkyo A4000. Con này với con 4400 nó chả khác gì nhau cả. Công suất cấu tạo rồi các cái thiết kế trên này nó hệt như nhau. Và chất âm như nhau luôn. Cũng đánh loa bass 30 nhẹ nhàng với nó. Với nó loa âm lý cổ. Đánh một đôi loa thôi thì chất âm phải nói cực kỳ hay luôn. Con này mua về đánh loa AR thì khỏi phải bàn luôn. Chất âm quá chi tiết, rõ ràng. Tôi đang cắm đường AUX. Hai con cùng công suất 45W, điện 100V. Bãi nguyên zin đẹp xuất sắc luôn. Âm ly khá to, dày dặn nhưng mà nó nhẹ thôi vì nó là âm ly cổ. 45W các bác nha. Các bác nào có nhu cầu thì xem kỹ. Tôi đã đăng rõ mức hỏi watt là gì. Đời sương gió chiến tranh nơi miền xa, qua những vùng xa lạ, qua quê hương bao la những chiều đông quân. Đó là bát chép cực hay luôn. Gặp qua trắng ngày, lời hát to rõ ràng. Em nói đây là một trong những bơm ly cực hay của Onkyo Amico. Con này với con 4400 khúc khác gì nhau luôn. Có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em 2,5 triệu ra đi. Điện thoại suốt ngày mình